Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với lại video tiếp theo của team HTD Research và mình là Minh Tiến. Như các bạn đã thấy thì trong vòng một vài ngày trở lại đây sau cái sự kiện ETH ETF Sport được thông qua thì chúng ta đã thấy thị trường chúng ta nó đang có cái sự điều chỉnh đúng không ạ? và đặc biệt là cái thông tin ở một hai ngày trở lại đây mà chúng ta cập nhật thường xuyên đó là cái thông tin liên quan tới sàn bt gốt và các bạn thấy được rằng là cái số lượng btc được di chuyển từ ví của sàn bt gốt này nó lên tới là gì các bạn lên tới hàng trên chục nghìn btc đúng không các bạn cụ thể là các bạn thấy được rằng là có những cái sự luân chuyển có những lúc lên tới là 47 000 btc trị giá khoảng tầm là 3,23 tỷ usd hay là có một lần di chuyển lên tới là 19.000 nghìn đúng không ạ btc trị giá khoảng tầm là 1,3 tỷ usd như vậy là sấp xỉ khoảng tầm năm tỷ usd các bạn ạ nếu như các bạn cập nhật thông tin thì các bạn cũng đã biết đây không phải là thông tin quá mới đối với lại những người mà tham gia thị trường crypto lâu năm đúng không ạ nhưng mà nó sẽ mới với lại là cái tin tức ở thời điểm hiện tại nó sẽ mới với lại những người mới khi mà tham gia thị trường crypto này thực sự là khi các bạn mới biết đến thông tin này thì các bạn sẽ cảm thấy là khá là sợ hãi nhưng nếu như các bạn là người cũ trong thị trường crypto này thì các bạn thấy đây là một cái thông tin mà các bạn thấy là nó cũng khá là quen thuộc rồi À, mỗi một khi mà thị trường của ta nó cần cái sự điều chỉnh ấy thì các bạn để thấy được rằng là cái thông tin liên quan đến sàn MT.gov đúng không ạ, lại có cái sự dục dịch này, lại có cái thông tin là trả tiền cho người dùng này, hoặc là thậm chí là trả Bitcoin cho người dùng nó lại gì ạ? lại được những kênh tin thông tin, những cái kênh tin tức đăng tải lên để có thể là hợp thức cho cái việc mà thị trường của ta nó có cái sự điều chỉnh thôi. Các bạn thấy được rằng là trong khoảng thời gian vừa rồi sau khi mà ETH ETF Spot có cái thông tin là khả năng cao sẽ được chấp thuận thì chúng ta cũng đã thấy giá của ETH cũng có, có một sự tăng trưởng cũng khá là mạnh mẽ đúng không ạ và Chúng ta cũng đã thấy được rằng là BTC cũng có cái sự phục hồi Ở trong cái khoảng thời điểm đó Và chúng ta thấy được rằng là thời điểm đó Cái thông tin tốt nó cũng đưa ra Đó là gì các bạn Đó là à, liên quan tới cái việc Đó là tranh cử ở tại Hoa Kỳ đúng không các bạn à, Như là Đông Nam ở thời điểm hiện tại thì cũng có cái sự ủng hộ cho crypto này, đúng không ạ? Và Hoa Kỳ thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều những người ở trong cái bộ máy chính phủ, đúng không ạ? À, quay sang để ủng hộ thị trường crypto này. Vì thế là chúng ta thấy thị trường của ta nó cũng khá là tốt lên ở trong khoảng thời gian đó. Nhưng sau cái sự kiện SH, spot được thông qua thì chúng ta lại thay vì thấy thị trường của ta nó tăng trưởng mạnh mẽ thì chúng ta lại thấy được rằng là cái sự ảm đạm của nó. À, chắc hẳn là nếu như các bạn mà theo dõi kênh HTD Research uh, team này, ấy, đúng không ạ? À, thì uh, các bạn sẽ không còn quá ngỡ, uh, ngỡ ngàng với lại cái uh, sự điều chỉnh của thị trường Bởi vì sao các bạn Bởi vì trước khi cái sự kiện ETH, ETH Sport được thông qua Thì chúng ta cũng đã phân tích về cái xu hướng thị trường Khả năng cao là chúng ta sẽ thấy giá của ETH Cũng như là thị trường ta nó sẽ đi rình rình Đúng không ạ à, Một khoảng thời gian Tức là nó sẽ không có cái sự tăng trưởng rõ rệt Nói chính xác thì nó sẽ thiên về cái hướng sideways hơn Và có thể là có cái sự điều chỉnh đúng không ạ à, Trong video hôm trước thì chúng ta cũng đã nói rõ về cái vấn đề đó rồi thì đến thời điểm hiện tại thì các bạn đã thấy đúng không ạ sau cái sự kiện ETH ETF spot được thông qua và trong khoảng thời gian vừa rồi giá của ETH cũng như thị trường tặng có cái sự tăng trưởng nhờ vào những cái kênh thông tin những cái kênh tin tức đó thì các bạn đó là dòng tiền trở lại Bitcoin ETF này hay là cái sự ủng hộ của crypto của chính phủ Hoa Kỳ này đó thì cũng khiến cho phần trăm có lời của BTC tăng trưởng quay trở lại này hay là phần trăm có lời ETH nó cũng tăng quay quay trở lại và dẫn tới cái việc đó là chốt lời sau những cái thông tin big news đó thì nó cũng có khả năng xảy ra chứ không phải là không và đến thời điểm hiện tại thì cái thông tin liên quan đến sàn bt god nó cũng là một cái đám mây đen đúng không các bạn là nó bao phủ thị trường crypto này. Nhưng mà thực sự là nếu như các bạn mà là người cũ trong thị trường crypto này thì chúng ta nghe tới cái thông tin này rất là nhiều rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thấy rằng là cái sàn này đúng không ạ, nó đã chính thức gọi là trả tiền cho người dùng và người dùng có quyết định bán hay không thì đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được. Đương nhiên có lời cao như vậy thì khả năng bán nó cũng sẽ cao đúng không ạ? Nhưng mà bán rồi thì à, sau đó thì những quỹ như là à, những quỹ Bitcoin ETF spot như là BlackRock này, Fidelity đúng không các bạn, Rekill thì sau đó thì cũng sẽ nhảy vào để thu mua cái số lượng Bitcoin bán ra thôi và chúng ta cũng sẽ có khả năng chứng kiến giá của nó sẽ có cái sự tăng trưởng và thị trường crypto của chúng ta về dài hạn thì chúng ta không phải quá lo lắng. Trở lại chặt giá BTC đi, à, chúng ta sẽ à, quan sát chặt giá BTC dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật ở cái khung nến 4 giờ đi thì à, các bạn có thể thấy được rằng là sau khi mà giá của BTC đúng không ạ, à, phá vỡ cái xu hướng tăng ngắn hạn của nó bởi một cái kênh nến đúng không ạ, à, có cái lực bán rất là mạnh xuống phía dưới và giá BTC đã đi từ vùng giá 70k xuống thẳng tới cái vùng giá đó thì gì các bạn, đó là 66k và nó đã dạ, phá vỡ được cái xu hướng à, tăng trưởng ngắn hạn Và nó đã chính thức bước vào cái xu hướng à, giảm giá ngắn hạn các bạn ạ Và nó đã tạo ra những cái đỉnh sau đúng không ạ à, Thấp hơn những cái đỉnh trước à, Và các bạn có thấy được rằng là thời điểm hiện tại Thì giá của BTC vẫn đang được hỗ trợ khá là tốt Ở cái dạ, ở cái vùng giá đó 67.000 USD Ở thời điểm hiện tại các bạn ạ vùng giá 67.000 của BTC ở thời điểm hiện tại được cho rằng là một cái vùng hỗ trợ cũng khá là tốt các bạn ạ. Các bạn thấy được rằng là ngay cả cái khoảng thời gian gần đây khi mà chúng ta thấy giá BTC về tới cái vùng giá 67.000, chúng ta cũng đã thấy cá mập cá voi nhảy vào để có thể mua BTC ở ngay cái thời điểm đó. Và sau đó thì chúng ta cũng đã thấy giá BTC đã có cái sự phục hồi quay trở lại đúng không ạ? và đến thời điểm hiện tại các bạn thấy được rằng là khi mà giá BTC đi về tới vùng giá 67.000 thì chúng ta cũng đang chứng kiến giá BTC có sự phục hồi trở lại. Mặc dù thời điểm hiện tại thì đang gặp cản một chút ở cái đường Bollinger Bear giữa này. Trong khoảng thời gian sắp tới nếu như mà giá BTC tiếp tục cái xu hướng phục hồi ở cái khung đến 4 giờ thì khả năng cao chúng ta sẽ thấy giá BTC gặp ở cái mức cản đó là 68.000 USD các bạn. Và khi mà vượt qua được cái mức cản 68.000 USD này thì chúng ta sẽ kỳ vọng hơn về giá BTC sẽ có cái xu hướng phục hồi ở lên phía trên. À, còn nếu như mà các bạn nhìn vào cái khung nến ngày của BTC ở cái giai đoạn hiện tại đi thì các bạn có thể thấy được rằng là ở cái khung đến ngày ấy, thì chúng ta cũng đang thấy được rằng là cái xu hướng chính của BTC ở trong khoảng thời gian tuần vừa rồi, rồi vẫn đang là cái xu hướng giảm và thời điểm hiện tại thì vẫn đang gặp cái đường bollinger giữa đúng không ạ? Đó chính là cái vùng hỗ trợ đó là 67.000 và nếu như mà giá BTC tiếp tục đi xuống ấy thì mình cũng sẽ hoàn toàn kỳ vọng các bạn nhé, giá BTC thì khả năng nó sẽ có cái sự điều chỉnh điều chỉnh đi xuống ở trong khoảng thời gian ở trong tuần này hoặc là có thể tuần sau đúng không ạ? Và nó có thể là tiếp tục đi xuống cái vùng đó là 62, 63.000 đó thì nó sẽ gặp cái vùng hỗ trợ ở phía dưới này và khi nó đi xuống cái vùng sáu hai sáu ba nghìn thì như các bạn có thể thấy nó sẽ tạo ra một cái mô hình mà đây là một cái mô hình mà nó sẽ tốt cho cái việc đó là tăng giá ở trong khoảng thời gian sắp tới các bạn. Ạ. Cụ thể thì các bạn thấy được rằng đây là một cái mô, mô hình vai đầu vai cũng khá là lớn đúng không ạ và khi nó đã về được cái uh, vai này thì nó sẽ về được cái vùng hỗ trợ cũng khá là cứng của nó đó là vùng dẹt 60.64.000 các bạn ạ. và sau đó nó sẽ bước vào cái xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ hơn đúng không ạ nó mà tiếp tục cái xuống tăng cái đà tăng trưởng mạnh của nó thì khả năng cao là chúng ta sẽ chứng kiến tháng 6 sẽ là một cái tháng mà chúng ta sẽ thấy thị trường ta nó có vẻ tốt lên đúng không ạ nhưng mà về cái xu hướng dài hạn thì thực sự phải nói các bạn thì thì mình vẫn view cái xu hướng dài hạn của BTC cũng như là cái thị trường của crypto của chúng ta nó sẽ tốt hơn vào quý 4 các bạn. Còn thời điểm hiện tại thì có thể quý 2 quý 3 sẽ là khoảng thời gian thị trường của ta nó cũng sẽ có cái độ biến động nhất định của nó đúng không ạ? nhưng mà cái xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ thì khả năng cao chúng ta phải chờ đến quý 4 thì nó sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn. À, còn đối với eth thì sao đối với eth thì như các bạn cũng đã biết là sau cái sự kiện eth eth spot được thông qua thì như mình cũng đã nói đúng không ạ à, cái việc đó là những nhà đầu tư phần trăm có lời đúng không ạ à, cái phần trăm có lời mà đang nắm giữ eth nó cũng khá là cao và cái việc mà À, tạo ra những cái thông tin, những cái thông tin tức đúng không ạ, để có thể là à, khiến cho giá của DH chưa có thể sự tăng trưởng mạnh, thì à, nó cũng là một cái điều cũng thực sự phải nói các bạn, thời điểm này nó cũng khá là tốt, bởi vì sao các bạn, bởi vì những cá vọt cá voi có khả năng là họ sẽ tận dụng khoảng thời gian ở à, trong tháng năm này để họ có thể là tích lũy thêm ETH để có thể làm gì các bạn, để có thể là tiếp tục bước vào cái sóng tăng trưởng mạnh mẽ của nó. À, nếu như các bạn cập nhật thông tin, thì các bạn cũng đã biết được rằng là à, thời điểm hiện tại đúng không ạ, à, những có khá là nhiều những quỹ đầu tư họ đang nộp tiếp cái uh, chỉnh sửa để có thể nộp tiếp cái mẫu đơn S1 lên uh, ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ đó chính là SEC đúng không ạ để có thể để có thể là gì các bạn để có thể được phê duyệt là uh, chính thức giao dịch uh, ADHD, EDF Spot. thời điểm hiện tại thì mặc dù là ADHD, EDF Spot được thông qua và chúng ta đã thấy là cái tiềm năng dài hạn của eth nó cũng khá là lớn đúng không ạ đầu tiên nó sẽ khẳng định rằng là eth nó không phải là chứng khoán đúng không ạ và sau đó thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là eth nó sẽ có khả năng là sẽ đón nhận cái dòng tiền đến từ những quỹ đầu tư truyền thống chảy vào À, ngay cả cái thông tin mà ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được rằng là nó cũng khá tích cực đó là gì các bạn đó là chính là Blackrock đây là một đơn vị quản lý tài sản à, với cái mức à, khối lượng tài sản lên tới là 9 000 tỷ USD các bạn một cái số lượng thực sự khá là lớn sẽ mua Ethereum với cái trị giá khoảng tầm là 10 triệu USD để có thể tạo quỹ tức là thời điểm gây quỹ ở thời điểm ban đầu ấy các bạn đó thì à, đây là một cái số tiền thực sự lớn bỏ ra thời điểm ban đầu để có thể là mua ETH, ETH spot thì các bạn thấy được rằng là những nhà đầu tư ở cái vòng hạt giống ấy thì họ sẽ mua bao gồm là khoảng tầm là bốn 400.000 cổ phiếu mỗi cổ phiếu tương đương khoảng tầm là 25 đô la thì với cái số này nó sẽ tương đương khoảng tầm là 10 triệu đô la đây là một số uh, tiền cũng khá lớn bỏ thời điểm ban đầu bỏ vào ETH đúng không ạ đương nhiên là khả năng ở những cái giai đoạn đầu tiên uh, thì chúng ta thấy là cái dòng tiền nó sẽ đi đến ETH và nó thu mua ETH khả năng là ở cái thị trường OTC trước đúng không ạ và khi thu mua ở thị trường của OTC có các bạn có thể thấy là họ có thể thu mua với số lượng lớn thì sau đó gì ạ sau đó cái giá của ETH nó cũng không bị biến động cho lắm và họ sẽ có càng nhiều thời gian để có thể tích lũy ETH hơn và sau đó chúng ta còn phải đối mặt với cái việc có gì các bạn đó là lôi kêu bán ra số lượng ETH của họ đúng không để họ có thể là chuyển đổi từ ETH sang gì ạ sang ETH ETF spot nữa vì thế là nếu như mà chúng ta nghĩ rằng giá ở ETH tăng trưởng luôn thì mình nghĩ rằng là nó sẽ giống như Bitcoin, nó sẽ cần một khoảng thời gian sau đó thì nó sẽ chứng kiến cái dòng tiền dương chảy vào thị trường thì chúng ta sẽ thấy niềm tin đối với lại ETH. Thời điểm ban đầu nó sẽ là niềm tin các bạn. Ạ. Thời điểm ban đầu nó sẽ là cái uh, niềm tin của những nhà đầu tư đúng không ạ, tin rằng là ETH sẽ có sự tăng trưởng trong tương lai và họ sẽ tích lũy ETH trực tiếp và giá ở ETH sẽ có sự tăng trưởng. Sau này thì khi mà cái dòng tiền nó đổ vào ETH đúng không ạ, đổ vào Ethereum thì uh, ở cái thời điểm đó khi mà cái số lượng ETH uh, được mua bị cạn kiệt ở thị trường OTC thì đương nhiên họ phải tìm đến cái thị trường spot để có thể tiếp tục tích lũy để có thể là cho phép những nhà giao dịch có thể là mua ETH uh, SF uh, spot đúng không ạ? Thì khi đó giá của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp bởi bởi cái dòng tiền chảy vào trực tiếp đúng không ạ trên những cái sàn support vì thế là sau này giá nó sẽ tăng rất là mạnh và rất rất là rất là cao à, cá nhân mình vẫn sẽ kỳ vọng là trong cái quý 4 của năm 2024 này giá của ETH sẽ ở mức 6 đến 7 000 USD các bạn à, không ở cái mức 3 000 à, 3 đến gần 4 000 USD ở thời điểm hiện tại mặc dù là bây giờ thị trường chúng ta nó cũng vẫn đang khá là ảm đạm bởi vì cái thông tin liên quan đến sàn mt chamburt đúng không ạ chúng ta không biết được rằng là liệu rằng cả những người mà tham gia vào thị trường crypto ở thời điểm trước đúng không ạ và bị mắc kẹt tiền trên sàn thì đến khi họ được trả họ có bán ra hay không nhưng theo cá nhân mình nghĩ thì đến thời điểm hiện tại những người đấy đã gắn bó với thị trường lâu rồi đúng không ạ họ đương nhiên họ sẽ quan tâm tới cái số lượng tài sản mà họ đang nắm giữ À, họ đang có và đang mắc kẹt ở trên sàn moti com ấy thì họ cũng đã biết cái à, thị trường này nó hoạt động như thế nào rồi và thời điểm hiện tại thì có phải là thời điểm thích hợp để bán ra hay không thì theo cá nhân mình nghĩ thì nó vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp đâu. Họ sẽ bán ra vào một cái thời điểm nào đó và thời điểm thích hợp nhất là cái thời điểm mà khi mà thị trường ta nó có cái lượng thanh khoản dồi dào. Mặc dù thời điểm hiện tại nó vẫn đang là dồi dào rồi nhưng mà à, nó cần cái cái thời điểm mà tốt hơn nữa, có thể là giai đoạn bùng nổ thị trường vào năm 2025 và đến thời điểm đó mà được trả ra và xả giá đi xuống thì nó thích hợp cho cái đường giá đúng ạ và để củng cố cho cái niềm tin dài hạn thì như các bạn đã thấy khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ đúng không ạ à, những địa chỉ ví mà nắm giữ trên 1000BTC thì các bạn thấy được rằng là cái xu hướng từ đầu năm 2024 đến thời điểm hiện tại nó đang cho thấy cái xu hướng tăng trưởng khá là rõ rệt đúng không ạ cái chúng ta nhìn thấy hẳn cái xu hướng tăng của nó cái điều này cho thấy cái hoạt động tích lũy nó sẽ càng ngày càng lớn và đương nhiên cái nó sẽ đồng nghĩa với việc đó là cái số lượng mà địa chỉ ví nó sẽ à, mà nắm giữ trên 1.000 BC nó sẽ càng ngày càng tăng các bạn trở ngược lại quá khứ thì các bạn trở lại năm 2020 cũng vậy đúng không ạ các bạn thấy được rằng là à, khi mà chúng ta nhìn vào năm 2020 chúng ta cũng đã thấy là từ đầu năm 2020 cho tới cái khoảng thời gian nó dạ, giữa năm 2020 ấy, cái xu hướng mà tích lũy BTC nó cũng đang gần thấy cái xu hướng tăng. Nhưng mà thực sự mạnh mẽ thì các bạn phải thấy là vào tháng 10 của năm 2020 thì chúng ta mới thấy cái xu hướng tích lũy nó nhanh và nó mạnh đến mức như thế nào và thị trường chúng ta nó cũng đã đạt đỉnh đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang nhìn thấy cái xu hướng tích lũy nhưng mà à, cá nhân mình thấy ấy, thì cái sự tích lũy này ấy, nó thực sự vẫn chưa mạnh mẽ lắm đâu và chúng ta sẽ kỳ vọng vào khoảng thời gian đó là quý 4 thì khi đó cái sự tích lũy nó sẽ mạnh giống như là khoảng thời gian tháng 10 đúng không ạ? tháng 10 tháng 11 năm 2020 và khi đó thị trường chúng ta sẽ bước vào mùa à tăng trưởng thực sự đúng không ạ? Một tăng trưởng phi mã của nó. Như vậy là chúng ta cũng đã sắp kết thúc tháng 5 rồi các bạn ạ và các bạn thấy được rằng trong tháng 5 vừa rồi là một cái tháng mà thực sự các bạn là có khá là nhiều những cái sự kiện nổi bật đúng không ạ và làm cho thị trường của ta nó cũng sẽ có rất là nhiều những sự biến động sau cái sự ảm đạm tháng 4 thì chúng ta cũng đã chứng kiến tháng 5 là một cái tháng mà thị trường của ta cũng đang có gì ạ có màu xanh quay trở lại với cái mức tăng trưởng của BTC nó đang là 11,79% đúng không ạ. À, đương nhiên trong khoảng thời gian sắp tới thì nếu như các bạn kỳ vọng thị trường của chúng ta nó tăng trưởng mạnh mẽ luôn thì khả năng cao nó vẫn chưa thực sự tăng trưởng mạnh mẽ đâu và chúng ta sẽ chờ vào quý 4 thì sẽ là khoảng thời điểm thích hợp nhất đúng không ạ và đương nhiên nếu như mà càng lâu thị trường của chúng ta mới có sự tăng trưởng đúng không ạ thì chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để chúng ta có thể là tích lũy thêm À, sâu chuỗi lại cái video ngày hôm nay thì à, về ngắn hạn thì khả năng cao là chúng ta sẽ thấy giá BTC sẽ có sự phục hồi và sẽ có sự tăng trưởng nếu như mà nó vượt qua được cái mức 68.000 USD và đi đến phía trên đúng không ạ? Và cái mức cản phía dưới sẽ là mức 67.000 USD nếu như mà nó qua được mức 67.000 USD và thị trường ta đi xuống phía dưới thì chúng ta lại càng có cái cơ hội để có thể là thu mua à, những cái đồng à, an coi hoặc là những cái đồng coi mà các bạn thật cho rằng nó sẽ tiềm năng và nó sẽ có cái xu hướng à, tăng trưởng tốt hơn khi mà à, giá BTC về tới cái vùng giá đó là gì các bạn? Đó là về cái vùng giá sáu hai 3 ba nghìn ở khi đấy thì nó sẽ có cái vùng hỗ trợ tốt hơn cứng hơn và cái sức bật giá của nó sẽ tốt hơn Ok các bạn thì vừa rồi chúng ta cũng đã cập nhật và thảo luận một số những cái thông tin về cái xu hướng thị trường. Các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn like video và nhấn nút của chuông thông báo để ủng hộ cho team để đề xuất nhé. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.